Xin chào quý vị và các bạn. Và những ngày hè nóng bức như thế này thì nhiều quý vị sẽ cảm thấy không thoải mái khi mà phải bước lên một chiếc xe có mùi khó chịu. Mùi này thì có thể là do mùi của những vết bẩn, mùi mồ hôi hay mùi thức ăn gây ra. Ngày hôm nay thì chương trình sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm vệ sinh nội thất ô tô tại chỗ, ứng dụng công nghệ ion kiềm với chiết xuất tới 99% là nước. Chai xịt X-Quad này thì không mùi, giúp cho xe của quý vị khử được mùi hôi luôn sạch sẽ và đặc biệt là an toàn với người sử dụng và thân thiện với môi trường. Tại Nhật Bản, nước ion kiềm đã được công nhận khuyến khích sản xuất rộng rãi trong hơn 40 năm. Tuy nhiên, tại Việt Nam, đây vẫn là công nghệ mới. Nước ion kiềm được tạo ra từ công nghệ điện phân nước với thành phần gồm có 99% là nước tinh khiết và 1% là muối kali carbonat, muối phụ gia dùng trong rượu vang và ẩm thực, với độ pH là 12,5. Các vết bẩn, kể cả vết dầu cứng đầu, các vết hoen gỉ do bị oxy hóa cũng bị phân hủy và rửa sạch với sức mạnh mạnh mẽ. Sản phẩm đã được thử nghiệm bởi Hiệp hội Vệ sinh Thực phẩm Nhật Bản. X-Quad không sử dụng bất kỳ hóa chất hoặc tác nhân tổng hợp mang tính chất cơ bản của nước, không gây kích ứng cho da. Song năng lượng từ nước ion hóa kiềm mạnh lại có thể loại bỏ vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn gây mùi, đồng thời ngăn chặn quá trình oxy hóa, ăn mòn và rỉ sét, chống tĩnh điện. Với anh Phạm Quang Hòa, phương pháp này đã giúp anh tiết kiệm được thời gian xử lý những vết bẩn trong xe và an tâm về sức khỏe khi sử dụng. Từ khi phát hiện cái sản phẩm này, chúng tôi thường xuyên tẩy rửa bằng sản phẩm này thì thấy nó có nhiều cái ưu điểm, nhiều cái mặt mạnh về thời gian, về tiết kiệm chi phí cũng như nó nhỏ gọn. Hơn nữa nó làm lọc khử mùi, lọc và vệ sinh sát khuẩn rất là tốt, làm cho nội thất xe cũng như là phần da và phần các cái trang thiết bị chi tiết trong xe nó không ảnh hưởng gì cả. Rất là hay, hơn nữa là nó còn có cái không mùi do không kích ứng da. Đối với những vết bẩn bất ngờ như thức ăn, đồ uống do trẻ nhỏ vô tình làm đổ trên xe thì cần vệ sinh ngay, bởi nếu không sẽ để lại mùi khó chịu. Tuy nhiên, không phải lúc nào chủ xe cũng có thời gian cho việc này. Nhờ tính tiện dụng của sản phẩm X-Quad mà giờ đây việc giải quyết những sự cố như vậy đã trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bình thường quá trình spa cho xe cho khách thì sẽ mất khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Và sau khi sử dụng sản phẩm X-Quad thì người dùng có thể tiết kiệm thời gian của mình. Và đôi khi có những vết bẩn phát sinh ra thì họ có thể sử dụng luôn sản phẩm này để có thể khử mùi và làm sạch ngay tại chỗ. Khi tiếp xúc với oxy trong không khí, nước ion kiềm sẽ bị giảm độ pH và trở về nước. Do vậy, người sử dụng cũng không cần phải lau hai lần hoặc rửa sạch. Xin chào các bạn. Sau một quá trình sử dụng và tôi cảm thấy rất là hài lòng với cái sản phẩm X-Quad này. Thì hôm nay tôi quyết định là sẽ quay thử cái thí nghiệm thực tế trên xe của mình. Thì các bạn thấy là cái khả năng tẩy rửa tức thời của sản phẩm X-Quad nó tuyệt vời như thế nào. Đây là cái cốc cà phê đen hàng ngày chúng ta hay uống, nên là các anh em lái xe thì rất có thể khả năng chúng ta sẽ dễ bị đánh đổ cà phê trên xe, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ. Thì trước đây thường với các cái vụ tai nạn hàng ngày như này thì cách duy nhất của anh chúng ta đó là đưa ra gara vệ sinh xe, mỗi lần tốn khoảng đến 200-300 nghìn. Đấy là mức rẻ ở cái khu quận Bắc Từ Liêm của nhà tôi. Tôi chắc ở trên ngoài phố cổ với nhiều anh em thì giá chát hơn nhiều đó. Nhưng mà với cái sản phẩm X-Quad này thì anh em, đây là một cái giải pháp mà cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm cho anh em. Đây tôi sẽ thí nghiệm luôn bếp cà phê. Thì cách sử dụng rất đơn giản, dùng X-Quad xịt thẳng lên cái bề mặt dính cà phê. Đây. Sau đó là dùng khăn, chúng ta sẽ lau qua. Các bạn thấy vết gần như đi hết luôn và chỉ trong một đường lau. Cái sản phẩm X-Quad rất là hay là nó không tạo bọt. Và quá trình mình lau cũng rất là dễ dàng. Đó. Nghe nói đây là cái sản phẩm ion kiềm công nghệ Nhật. Vì thế là nó không dùng hóa chất. Sản phẩm này không dùng hóa chất và các bạn có thể thấy là cái sản phẩm nó rất là an toàn đối với tay người sử dụng. Thậm chí là chúng ta lỡ chẳng may mà có bôi lên mặt cũng không làm sao. Đó. Mọi người thấy là không có bị dầu, cảm thấy bị nhớt, nhờn của cà phê. Và sản phẩm có cả khả năng khử mùi, không có mùi cà phê. Đây là một sản phẩm rất tuyệt vời và tôi nghĩ đây là một sản phẩm X-Quad nên là sản phẩm nên có của tất cả anh em lái xe.